Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số tự động. Quý vị và các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản đủ số tự động. Quý vị và các bạn nhé, chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân. Và đặc biệt ở chiếc xe này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn đó là nó còn rất mới, không khác gì một chiếc xe mới nhá. Vừa mới lăn bánh hết rốt đa là 1.5 vạn km bạn ạ. Đồng hồ công tơ mét là có 1.5 vạn km thôi các bạn nhé. Chúng tôi nhấn mạnh với quý vị các bạn ở cái đồng hồ này là chúng tôi không tua, chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn không tua nhá. Và để chứng minh cho cái việc không tua và chạy ít thì quý bạn tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về chiếc xe này. Nó còn rất là mới, dàn lốp theo xe còn mới tinh và rất là dày, lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là đồng hồ chuẩn, zin không tua, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2021 phiên bản hatchback số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 2021 này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần ngoại thất cũng như là về phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Chiếc xe thì không khác gì một chiếc xe mới quý vị các bạn ạ. Sơn zin của cả xe còn rất là nhiều. Chiếc xe này thì sơn zin đến 99% quý vị các bạn nhé. Chúng tôi mua về không phải sơn và cũng không phải đánh bóng đâu các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn, và vì chủ xe đi lại ít các bạn ạ. Chiếc xe này thì từ năm 2021 đến bây giờ là 2024, 3 năm rồi mà mới lăn bánh có 1.5 vạn thôi. Tức là chủ xe mỗi một năm đi có 5.000 km các bạn ạ. Mỗi một năm thay dầu một lần. Đấy. Và điều chúng tôi chứng minh với quý vị các bạn ở chiếc xe đi ít đây ạ. Dàn lốp thì rất là dày đây quý bạn nhá. Đây, cả một dàn lốp. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 thì đết lốp là 2021 đây này. Đấy. Và còn dày mới như này. Đây là cái lốp trước mòn hơn nhá. Cái lốp sau còn đẹp hơn nhiều này. Đấy, lốp sau cũng rất là dày đây các bạn này. Và 2021 cả dàn đây. Đấy. Một chiếc xe này thì không phải giới thiệu nhiều đến quý vị và các bạn đâu, nó siêu lướt rồi. Cả dàn lốp đều 2021 và đều dày bịch như này. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới các bạn nhé. Đấy, lốp mới này. Lốp mới thì nó cũng chỉ dày hơn một chút thôi. Mới lăn bánh có 1.5 vạn thì là quá ít. Cả dàn lốp này. Lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ, lát nữa tôi quay lốp sơ cua sau bạn nhé. Nhìn về bên ngoài thì bạn thấy đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đến xước sát còn chưa xước sát của bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Và nhìn về phần đầu thì bạn thấy đấy, toàn bộ từ cụm đèn pha này đều rất là mới này. Cụm đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đây các bạn xem này, không khác gì một chiếc xe mới nhá. Đèn gầm này, bản đủ thì có đầy đủ cả đèn gầm rồi, khóa thông minh, đèn nổ start top, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này, đầy đủ luôn. Và nhìn về đằng sau thì quý bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi, màn hình đầy đủ rồi. Cái này là nguyên bản của xe các bạn nhé. Bản đủ nó có camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đấy, và toàn bộ chữ này còn rất là mới và rất là sáng luôn bạn này. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới nhé. Đấy, bản 1.2, bản đủ này, đèn phanh trên cao này. Mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe này đây các bạn này, chỉ 5,99 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,44 lít, còn nếu như chạy ngoài đô thị chỉ 5,16 lít thôi. 1.2, số tự động, rất tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện rồi này, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về bên ngoài thì không khác gì một chiếc xe mới đâu các bạn ạ.
tuy là mới lăn bánh 3 năm nhưng mới có 1,5 vạn thôi thì nó rất là đẹp đấy các bạn nhé. Toàn bộ về phần bên ngoài đều rất là mới rồi. Đèn gầm, đèn LED ban ngày đầy đủ cả rồi các bạn nhé. Đây LED ban ngày này. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần bên ngoài đều rất đẹp, rất mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần bên trong, option bên trong cũng như là phần keo chỉ này. Bên ngoài sơn còn zin thì bên trong là keo chỉ còn zin là điều đương nhiên các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều nguyên zin và không khác gì một chiếc xe mới này các bạn nhé. Bậc cửa thì cũng đã được chủ xe ốp rất là cẩn thận rồi này. Trải sàn da này, lót sàn 5D, cái này là lót sàn 5D, dưới 5D này có da lớp da nữa này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 nhé. Sản xuất và lắp ráp tại Hyundai Việt Nam này. Đấy, toàn bộ này quý bạn xem những cái vô lăng này. Bây giờ thì tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị các bạn xem. Đấy, tôi sẽ nổ máy lên cho quý bạn xem về cái đồng hồ đây. Đồng hồ thì tôi sẽ chứng minh cho quý vị các bạn thấy này. Vừa rồi là tôi cho quý bạn xem về phần lốp rồi. Đấy, đồng hồ có 1,5 vạn thôi này. Và phiếu nhắc này, phiếu nhắc bảo dưỡng này, phiếu nhắc bảo dưỡng đây. Đây, chiếc xe này được chủ xe làm tại hãng luôn các bạn nhé, làm ở trong Hyundai luôn. Đấy, và vô lăng này, vô lăng rất là mới này, tích hợp điều khiển đến vô lăng bọc da rồi các bạn nhé. Cần số này, tay phanh này, đấy đều rất là mới này. Nội thất của những chiếc xe bản đủ này là nội thất ghế da pha với nỉ và hai màu các bạn nhé. Đấy, giữa là nỉ này, ngoài là xung quanh là da này. Đấy, vô lăng rất đẹp như này đây. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái nắp cửa sau cho quý vị các bạn cùng xem về cái keo chỉ cánh cửa sau này. Đấy, keo chỉ cánh cửa sau này, táp bi cánh cửa sau này. Đấy, toàn bộ nội thất đằng sau này thì lại mới tinh luôn. Chiếc xe này là của một chủ xe chạy đi làm thôi, công chức nhà nước cho nên là rất là mới luôn bạn nhé. Đây, từ những cái ghế da này đều rất là mới này. Bậc cửa các bạn xem này, chưa có bị xước sát gì cả này. Đến phần lót sàn cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tôi bước lên xe này. Trên bản đủ thì xe đã được trang bị sẵn màn hình rồi nhá. Màn hình camera lùi đầy đủ luôn các bạn nhé. Đấy, và đồng hồ này, vô lăng bọc da rất là mới các bạn nhé. Chạy nhiều hay chạy ít là quý vị các bạn xem cho tôi cái vô lăng này. Đấy, vô lăng không khác gì một chiếc xe mới. Và những cái phần nỉ trần này, phần nhựa này, phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, những phần trần này, những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều ấy là cái trần nó cũng rất là bẩn nhé, đánh cũng không được đâu. Toàn bộ từ những cái nỉ đây các bạn xem sát lại này, nỉ trần này đến những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp và rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe có thể nói là siêu lướt luôn các bạn ạ. Vừa mới chạy hết rốt đa thôi. Đấy, chưa có bị xước sát gì cả đây. Đặc biệt là quý bạn xem kỹ ở những cái này nhá. Những chiếc xe mà chạy dịch vụ nhiều ấy, là đằng sau này hay bị nát. Chân khách hay để vào. Đấy, những chiếc xe mà chạy gia đình thì không bao giờ bị hỏng những cái đấy các bạn ạ. Không bị xước sát. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau. Đây là những cái phần ốc nữa các bạn nhá. Ốc cốp sau này cũng như keo chỉ cốp sau là còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin, không có bị đâm đụng, cũng không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây, cốp sau này còn nguyên zin này, đinh tán này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và đằng cốp sau thì bạn thấy đây ạ. Chủ xe rất là cẩn thận này, đã có bọc vô lăng này, phủ táp lô. Đây là những tôi mà dọn ra là tôi để ra ngoài đây ạ. Và đằng sau này thì cũng chưa có xước sát gì đâu các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái lốp xe cua lên cho quý vị các bạn xem này. Lốp xe cua còn mới tinh. Đấy, lốp xe cua còn mới tinh luôn. Chưa hạ lốp xe cua các bạn nhé. Đây, đết là 21, lốp xe cua cũng 21 luôn này. Cả 5 quả đều 21 và đều rất là mới này. Và đằng sau này thì rất là sạch sẽ và cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe là khá là hoàn hảo. Đấy, rất là đẹp rồi. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa là còn nguyên zin này, rất mới luôn, chưa có xước sát gì cả. Bậc cửa này, đấy, nội thất hàng ghế sau đây, cái ghế da phía sau mới tinh luôn. Một chiếc xe này khá là tuyệt vời các bạn nhé. 2021 siêu lướt. Đấy, rất đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa này, khóa thông minh các bạn nhé. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Từ keo chỉ cánh cửa này,
keo chỉ cánh cửa nguyên zin. Đấy, táp bi cánh cửa đây đều đẹp như này đây các bạn này. Nhìn từ cái táp bi cho đến táp lô đều rất là mới như này đây. Vô lăng, cần số tay phanh. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây, và nội thất hàng ghế ra phía trước này đều rất là mới này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn các bạn ạ. Hàng ghế rất mới các bạn nhé. Có thể nói là một chiếc xe ở cái phân khúc xe sang mà chạy ít mà đẹp như này thì không hiếm rất nhiều. Nhưng những chiếc xe mà ở phân khúc hạng nhỏ, nhất là những dòng xe này lại hay chạy taxi hay chạy dịch vụ, mà kiếm được một chiếc xe gia đình chạy ít lướt như thế này thì rất là ít luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2021 phiên bản hatchback này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số tự động quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn ở chiếc xe này đó là tất cả còn nguyên bản này. Từ ốc chân máy nguyên bản này, ốc mặt máy nguyên bản này. Đấy, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Vì mới lăn bánh có 1,5 vạn thôi thì như là mới chạy hết roda. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản hết ở trong cái khoang động cơ này. Chưa có thay, chưa có sửa bất cứ một cái gì các bạn ạ. Duy nhất chỉ có thay dầu thôi các bạn này. Mới 3 lần thay dầu, 1,5 vạn là mới 3 lần thay dầu thôi quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này, đấy các bạn thấy đấy ạ. Một chiếc xe lướt, một chiếc xe có thể nói là một chiếc xe cũ mà động cơ không khác thì một chiếc xe mới các bạn này. Đấy, nhìn rất là sáng như này đây. Đấy, quý vị và các bạn nào mà đang đi mua một chiếc xe cũ, bây giờ đang muốn mua một chiếc xe mới thì nên cân nhắc nhé. Vì chiếc xe này thì không khác thì một chiếc xe mới mà giá thành thì lại rất là rẻ các bạn ạ. Đấy, và đây, từ những cái ốc cabo này, keo chỉ cabo này, nguyên zin hết luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên zin và không có bị tai nạn gì đâu. Không có bị va chạm nhẹ chứ đừng nói gì đến việc va chạm nặng các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn này. Ốc còn nguyên zin hết này. Ốc tai nguyên zin. Tất cả là đều nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Có thể cam kết với quý vị các bạn bằng văn bản về chiếc xe này. Zin, động cơ zin, không có tai nạn, không có ngập nước gì cả quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2021 phiên bản số tự động, phiên bản hatchback, lăn bánh 1,5 km các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chúng tôi đang bán với giá là 375 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2021 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Mm-hmm.